Rồi chào các em, hôm nay chúng ta sẽ học bài giảng số 5, bảo toàn electron. Trong bảo toàn electron này chúng ta nghiên cứu một số dạng bài tập liên quan tới các phưởng oxy khử. Phần đầu tiên mình nghiên cứu đó là kim loại tác dụng với H2 E4 đặc. Đầu tiên chúng ta có lý thuyết như sau. Thứ nhất là chúng ta nói về phương trình phản ứng. Trong cái phương trình này thì mình sẽ xây dựng cho bạn định luật bảo toàn E luôn. Như vậy một kim loại bất kỳ nào đó R, chúng ta đi tác dụng với H2 SO4 đặc, thì đây nó có thể tạo ra ba sản phẩm khử khác nhau. Đầu tiên nó sẽ tạo ra muối R2 SO4 tất cả A cộng cho SO2 cộng cho H2O. Rồi, và nhiệm vụ của chúng ta đó là gì? Nhiệm vụ của chúng ta là đi cân bằng phưởng này. Ở đây chúng ta sẽ đi cân bằng phưởng này. Đây chúng ta có như sau, nhìn. Ở đây mình nhận thấy đó là trong phưởng này thì kim loại R chúng ta là đơn chất là không này. Ở trong hợp chất H24 thì lưu huỳnh mãi là dương 6 này. Được chưa? Rồi, cả cốc E4 là -2, -2 nhân A là -2A, chia 2 thì thằng này là dương A. Thằng này là -2 nhân 2 là -4 đi tổng bằng 0, thằng này cộng 4. Rồi. Ở trong phưởng này thì chúng ta nhận thấy như sau. Kim loại R của chúng ta từ 0 tăng lên A. Còn lưu huỳnh trong H2S4 tăng từ giảm từ dương 6 về dương 4. Như vậy khi cân bằng thì chúng ta sẽ chọn hai chất. Được chưa? Ở trong 2R thì chúng ta chọn R vì đơn chất. Trong 2S thì chúng ta chọn SO2 vì nó là oxit, còn thằng này là axit. Chúng ta ưu tiên cho đơn chất và oxit. Như vậy mình cân bằng. Theo công thức đó là R với SO2 không A hoặc là A. Ở đây có một R thay đổi. Tiếp 6, 4 hoặc là 2, một lưu huỳnh thay đổi. Như vậy đây là công thức cân bằng của phưởng này. Và hiểu khi người ta cho kim loại tác dụng với hai bốn đặc, điều cầu chúng ta là làm những bài tập tính toán liên quan thằng này. Được chưa? Thì chúng ta có hai cách lựa chọn. Một là chúng ta ghi phương trình ra. Được chưa? Mình cân bằng mình làm. Hai là mình ghi sơ đồ, mình tìm ra định luật bảo toàn ngay đây. Được chưa? Thì khi đó chúng ta sẽ làm rất là dễ. Bây giờ mình cân bằng nè. A2 mình bắt chéo là 2A. Rồi, đây 2R đủ. A lưu huỳnh cộng A lưu huỳnh là 2A lưu huỳnh. 2A nhân 2 là 4A. Đặt đây 2A đủ 4A. Được chưa? Như vậy ở đây thì đây là cái trường hợp mà kim loại tác dụng với H4 đặc nóng của chúng ta thì thông thường nó sẽ sinh khí SO2. Được chưa? Rồi, bây giờ chúng ta sẽ làm ví dụ này. Ở đây người ta cho phản ứng sắt cộng H4 đặc để sinh ra muối sắt 3 SO2 và nước. Ở đây người ta đã cân bằng cho chúng ta. Người ta hỏi chúng ta là quá trình oxy hóa. Rồi, ở đây người ta hỏi quá trình oxy hóa. Quá trình oxy hóa là quá trình gì? Thì chúng ta hiểu như thế này. Ở đây sắt của chúng ta tăng từ 0 lên dương 3, đúng không? Quá trình oxy hóa là dành cho chất gì? Chất khử, đúng không em? Lần đây này, quá trình oxy hóa hay khác là quan tâm vợ. Dạ, quan tâm vợ thì phải là chồng, chồng đây phải là sắt, sắt tăng từ 0 lên 3. Như vậy đây là quá trình oxy hóa. Như vậy từ 0 lên 3 này, sắt từ 0 lên sắt 3 được gọi là quá trình oxy hóa của chất khử. Chúng ta lấy đầu trừ cuối thì ra giữa, 0 trừ 3 thì trừ 3e. Được chưa? Như vậy trong quá trình này nó cho 3e. Nhưng mà bây giờ người ta chuyển qua này hết rồi. Như vậy đây là quá trình oxy hóa. Có đúng, bây giờ mình chọn là câu A. Được chưa? Chúng ta đến một câu nữa. Đây, để cho là ví dụ 2 đi. Dạ. Rồi ở đây người ta yêu cầu như sau. Cho 28,8 gram bột nhôm vào dung dịch H24 đặc nóng, sau vẫn thu được về lý khí SO2, sản phẩm khí duy nhất của lưu huỳnh dương 6 và giá trị của V. Như vậy bước đầu tiên của bài toán này em sẽ đi tính bằng nhôm. Em lấy 2,88, em chia cho bờ lớn nhôm là 27. Rồi, như vậy đây chúng ta sẽ tính được mol. 2,88 chia 27 thì số mol ở đây sẽ là, không được đẹp ha, thì để phân số đi, nó sẽ bằng 8/75. Rồi, bây giờ chúng ta nghe. Khi đó chúng ta có là gì? Nhôm của chúng ta sẽ đi tác dụng với H2 E4 đặc nóng.
Chúng ta nghe kỹ nha. 224 đặc động. Đây, mình coi lại lý thuyết. Kim loại tác dụng với H2O ống đặc nóng thì chúng ta sẽ sinh ra muối SO2 và nước. Như vậy sản phẩm chúng ta là muối AL2 E4 tất cả 3 SO2 và nước. Như vậy đây chúng ta sẽ tạo ra sản phẩm là AL2 SO4 tất cả 3 cộng cho SO2 cộng cho H2O. Rồi chúng ta đi cân bằng phần này. Ở đây chúng ta sẽ áp dụng công thức cân bằng cho kim loại nhôm và sản phẩm khử SO2. Đây, nhôm đơn chất là không. Nghe kỹ, lưu huỳnh trong H2SO4 mãi mãi là dương 6. Thì đây là dương 6 này. Ở đây là dương 4 này, đây là dương 3 này. Rồi, từ 0 lên 3, từ 6 xuống 4. Như vậy từ 0 lên 3 khoảng cách là 3, 3 lần nhôm. Từ 6 về 4 khoảng cách là gì? Là 2. Như vậy đây là công thức cân bằng. Được chưa nào? Đây là công thức cân bằng. Như vậy đây á, em hiểu như thế này. Ở đây em có thể dựa vào công thức này, được chưa? Dựa vào công thức này, em tính ngay thể tích SO2 luôn mà chúng ta không cần phải cân bằng ngay. Được chưa em? Ở đây em nhìn thấy này, giữa nhôm này, người ta cho nhôm và người ta hỏi SO2. Giữa nhôm và SO2 chúng ta liên hệ với nhau qua biểu thức bảo toàn ngay. Đây là công thức bảo toàn ngay do thầy chứng minh. Được chưa em? Như vậy á, ở đây em sẽ có đó là gì? Em có hai hướng. Hướng đầu tiên là em scrap công thức này. Hướng thứ hai là em đi cân bằng rồi em cũng chuyển mol. Nó cũng giống nhau hết á. Có nghĩa là cái việc mà mình dùng bảo toàn E này, việc dùng bảo toàn E là thay cho việc viết phương trình và cân bằng. Được chưa nè? Thì đó là cái lợi thế của bảo toàn E. Rồi bây giờ mình thử nhá. Bây giờ chúng ta có 3,2 bắt chéo là gì? Là 2,3. Chúng ta đi cân bằng đã. Rồi bây giờ mình có hai nhôm đây, hai nhôm đủ này. Chúng ta đi cân bằng lưu huỳnh. Bên đây 3 lưu huỳnh cộng cho 3 lưu huỳnh là 6, đặt đây 6. 6H2 thì đây là 6H2. Rồi xong. Số mol của nhôm là 8/75. Chúng ta chuyển qua cho SO2. Em lấy 8/75 nhân 3 chia 2. Nhân 3 chia 2 thì đây nó sẽ bằng 0,16. 0,16. Như vậy để tính được thể tích của SO2 thì mình có công thức rồi. Lấy mol nhân cho 22,4. Đây mình tính giúp thầy bao nhiêu. Ở đây mình tính là bằng 3,584. 3,584 lít, được chưa? Như vậy đây là các kiểu dạng bài tập là chúng ta kết hợp với định luật bảo toàn E vào việc cân bằng và tính toán luôn, được chưa nè? Bây giờ như thầy đã nói là gì? Chúng ta có thể là viết phương trình, được chưa? Chúng ta cân bằng. Nhưng muốn cân bằng thì chúng ta phải có biểu thức bảo toàn E. Như vậy ngoài cái bước hồi nãy thầy làm thì bây giờ chúng ta có thể dùng công thức được luôn. Đó là hóa trị nhôm mol kim loại bằng 2 lần mol SO2. SO2 em có chứng minh 100 năm nữa thì nó mãi mãi là số 2. Như vậy chúng ta ráp vào đây. Thầy sẽ ráp làm này bằng một phép tính tương đương này. 3 này. Mol nhôm thì em lấy khối lượng đây. 2,88 chia cho 27. Được chưa? Bằng 2. SO2 của chúng ta là lấy V chia 22,4. Một phép tính em nha. Hóa trị nhân mol kim loại bằng 2 lần mol SO2. Rồi từ đây em cũng tính được V bằng 3,584 lít. Đó. Dù mình làm bằng cách nào đi chăng nữa thì đáp số vẫn không đổi. Được chưa? Mấu chốt ở đây là chúng ta phải hiểu được cái biểu thức cân bằng E. Ngay từ đầu tôi giới thiệu đây. Kim loại tác dụng với H4 đặc đóng để tạo ra gì? Muối cộng cho SO2 cộng cho nước, được chưa? Biểu thức này là biểu thức bảo toàn E. Bảo toàn E này thay cho cân bằng. Nếu mà dùng bảo toàn E thì chúng ta không viết phương trình và cân bằng nữa, được chưa? Đó. Chủ nữa để hiểu rõ hơn. Đây. Bây giờ chúng ta có cái bài tập là hỗn hợp kim loại tác dụng với H2E4. Mà ở đây người ta cho chúng ta sản phẩm khử là SO2. Thì H2E4 này là phải H2E4 đặc nóng, được chưa? Đó. Như vậy bài này chúng ta có như sau. Ở đây người ta yêu cầu chúng ta là tỷ lệ khối lượng của nhôm và magie. Ở đây đều hỏi riêng đúng không em? Hỏi riêng thì chắc chắn mình dùng phương án gọi là phương án giải hệ. Rồi. Như vậy bước đầu tiên của bài toán này thì chắc chắn em sẽ tính được mol SO2. Em lấy 8,96 chia 22,4 thì đây là 0,4 mol này. Được chưa? Mình sẽ tính được mol nhôm. Mol nhôm mà đặt là x
Còn mol cái magie mình đặt là y. Rồi, kim loại tác dụng H4 đặt nóng, người ta đã cho sản phẩm khử là SO2. Như vậy ngoài ra chúng ta còn có muối và nước. Như vậy chúng ta có hai cách làm. Cách một, chúng ta có như sau, đó là có magie, magie và nhôm, thì nhôm trước magie sau. Chúng ta đi tác dụng với H2 E4 đặc. Sản phẩm chúng ta tạo thành đó là Al2SO4 tất cả 3 cộng cho SO2 cộng cho H2O. Đây là phương trình số 1. Tiếp tục, magie cộng cho H2SO4 đặc để tạo thành MgSO4 cộng cho SO2 cộng cho H2O. Đây là phương trình số 2. Bài này thì chúng ta sẽ có hai cách làm. Cái đồng đầu tiên của chúng ta đó là viết phương trình và cân bằng. Được chưa? Đây là mình ghi hai phương trình rồi, giống như cấp 2 để mình hiểu rõ. Như vậy khi mình cân bằng á thì mình sẽ áp dụng cho nhôm và SO2. Nhôm và SO2. Nhôm và SO2 có liên hệ với nhau, dưới này là magie và SO2. Rồi chúng ta nghe kỹ nha. Bây giờ em có thể, nếu em hiểu được cái điều này này, điều ban đầu thầy nói này, cái điều đây là cái công thức, cái phương trình dạng tổng quát này, hiểu được cái điều này thì chúng ta sẽ cân bằng nó là dễ. Đây, tất cả chúng ta chỉ cần nhớ được một cái biểu thức duy nhất thôi, còn tất cả những thứ sau thì nó đều ráp vào đây hết. Thì nó là cái phương trình này. Kim loại tác dụng H4 đặc nóng sinh ra muối, SO2 và nước. Ở đây kim loại chúng ta tăng từ 0 lên A, khoảng cách là A, 1R thay đổi. Lưu huỳnh chúng ta giảm từ 6 về 4, được chưa? Thì nó là 2 SO2. A2 bắt chéo là 2A, được chưa? Và cân bằng bình thường. Như vậy cứ mỗi lần bật kim loại tác dụng H4 đặc nóng mà sinh ra SO2 thì hệ số của SO2 mãi là số 2. Còn trước này là hóa trị nhân bản kim loại thôi. Nếu mình hiểu được cái phương trình tổng quát này thì coi như chúng ta hiểu được bản chất của vấn đề. Còn không thì chúng ta tới đâu chúng ta chứng minh tới đó. Ok, nhưng mà ta vẫn chứng minh lại. Đem nhôm là không này. Ở đây là dương 6 này, được chưa? Đây dương mấy? Dương 3 này. Thằng này là dương 4 này, được chưa? Đây là 0 này. Đây là dương 6 này. Đây là dương 2 này. Và đây là dương 4 này. Từ 0 lên 3 hoặc là 3, 3 nhôm thay đổi, 1 nhôm thay đổi là 3. 6 về 4 còn cái là 2. 2 M1 lưu huỳnh thay đổi thì đây là 2. Đây từ 0 lên 2 tăng, còn 6 về 4 thế nào? Giảm, đúng không? Như vậy 0 lên 2 là 2, 6 về 4 hoặc là 2. Xong. Như vậy 3 2, bây giờ là gì? Là 2 3. Rồi nhiều 2 2, bây giờ bắt đầu chấm chấm. Rồi như vậy cái đó chúng ta đi cân bằng những chất khác nữa là xong. Bên này có 2 nhôm này, đây 2 nhôm đủ này. Bên này 3 lưu huỳnh cộng cho 3 lưu huỳnh là 6 lưu huỳnh. 6 nhân 1 nhân 2 là 12. Đây 2 rồi thì nhân 6 là đủ. Tương tự dưới này, 1 magie thì bên này 1 magie, 1 lưu huỳnh với 1 lưu huỳnh là 2 lưu huỳnh. Như vậy đây là 2 lưu huỳnh. 2 nhân 2 là 4 hydro. Đây 2 nhân 2. Xong. Rồi. Như vậy á, ở đây mình đặt cái số mol của thằng này là x mol, thằng này là y mol. Thì chúng ta chuyển qua cho SO2. Thằng này là 1,5x, đúng không? Và đây là gì? Đây là y. Khi đó chúng ta có hệ như sau. Đó là chúng ta sẽ có khối lượng của hỗn hợp, hỗn hợp kim loại. Chúng ta có khối lượng hỗn hợp kim loại là biểu thức thứ nhất. Cái thứ hai là gì? Là mol SO2. Rồi. Rồi chúng ta nghe. Khối lượng kim loại ở đây nhôm là bao nhiêu? 27x này. Magie là 24y này, được chưa? Bằng, được chưa? Là bằng 7,8 này. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là mol SO2 em x, 1,5x cộng cho y, 1,5x cộng cho y. Đó. Ở đây theo đề cho là mình tính được trên là 0,4, được chưa? Em đi giải hệ này, em tìm được ở đây. Khi em tìm được ở đây rồi thì coi như em tìm được đáp số. Thế thôi. Sau khi tìm được cái đây đúng không? Điều cầu chúng ta là gì? Điều cầu chúng ta là tỷ lệ khối lượng của nhôm chia cho magie. Như vậy đây, chúng ta có khối lượng của nhôm chia cho khối lượng của magie là bằng 27x, đúng không? Là khối lượng magie. M lớn là 27 nhân 3 là x.
Khối lượng bao nhiêu là 24y. Rồi. Em có đem thế vào đây. Bây giờ 27 nhân 24 nhân. Đó, cái đó em tìm được tỷ lệ. Vậy thôi. Mình bấm về bằng bao nhiêu ạ? Rồi, bằng bấm được x là 0,2. Y là 0,1. Như vậy đáp đây, đây 0,2 và đây là 0,1. Rồi chúng ta tính. 27 nhân 0,2 chia 24 nhân 0,1 là 2,4. Ở đây mình tính ra tỷ số là 9/4. 9/4. Được chưa? 9/4 thì có đúng ở đây là câu B. Rồi, tuy nhiên nếu mà câu này mình rơi vào câu trắc nghiệm, được chưa? Thì cái làm của mình là quá dài. Được chưa em? Quá dài. Và muốn làm được trắc nghiệm thì chúng ta sẽ dựa vào nhận xét và chú ý trong quá trình mà chúng ta học. Đây, nhận xét đây. Nghe nha, nghe lại chỗ này. Chúng ta có nhận xét đây này, nhận xét quan trọng này. Đây, đây là cái biểu thức bảo toàn E mà mình được chứng minh từ việc viết phương trình. Được chưa? Như vậy chúng ta dùng bảo toàn E này thì chúng ta không ghi phương trình này và không cân bằng. Khi đó bài toán chúng ta sẽ nhanh hơn khá là nhiều. Ok. Bây giờ thầy sẽ làm cách hai cho bạn hiểu. Cách hai này. Cách hai thì đây mình sẽ có như sau. Mình sẽ có là 27x khối lượng của nhôm cộng khối lượng magie 24A bằng thầy đề cho là 7,8. Đó là cái biểu thức thứ nhất. Biểu thức thứ hai á, đó là mình dùng bảo toàn E. Thầy sẽ ghi lại bảo toàn E. Bảo toàn E cái đó này. Bảo toàn E mình có như sau: hóa trị nhân mol kim loại bằng 2 lần mol SO2, 3 lần mol nhôm cộng cho 2 lần mol magie. Hồi nãy mình chứng minh đã đem hóa trị nhân mol kim loại R bằng 2 lần mol SO2 đó, sẽ bằng 2 lần mol SO2. Đó. Như vậy dựa vào đây thì em hiển nhiên em sẽ tính được. Bây giờ em sẽ tìm được ở đây. Rồi ráp vào. Thì dưới này nó sẽ là gì? 3x cộng cho 2y bằng 2 nhân 0,4. Đó. Thì em khác gì đây không? Đây, nếu mà nhân đây là 2 thì đây là 1,5 nhân 2 là 3, đây 2 và đây 0,8 đúng không? Y cái thằng này luôn. Từ đây em cũng tìm được ở đây. Cái đây em tìm cũng tìm được tỷ lệ khối lượng. Nghĩa là cái việc mà mình chứng minh được, được chưa? Thì mình dùng được và mình xài rất là dễ luôn. Đó. Bây giờ thầy sẽ cho bạn một câu tương tự để bạn làm tiếp nè. Đây. Cũng vậy. Nhưng mà bây giờ chúng ta làm như thế nào cho nó nhanh hơn thôi. Rồi, bây giờ chúng ta có câu hỏi như sau. Đó là người ta cho chúng ta là 8,3 gram hỗn hợp kim loại gồm có nhôm và sắt tác dụng với H4 đặc nóng dư. Sau vẫn thu được khí SO2. Và người yêu cầu chúng ta là khối lượng một kim loại trong hợp ban đầu. Ok. Bài này thì chúng ta sẽ ghi phương trình. Ok. Toán này đó là nhôm thì chúng ta biết rồi, sắt đây hóa trị máy, đúng không ạ? Sắt đây hóa trị máy, chúng ta dựa vào đây này. Đây. Đem này. Rồi chúng ta có một cái ví dụ đó là gì? Sắt cộng cho H4 đặc để sinh ra muối sắt 3, SO2 và nước. Như vậy sắt trong trường hợp này là sắt 3. Được chưa? Rồi trong trường hợp này thì hóa trị kim loại sẽ là hóa trị cao nhất. Đồng là hóa trị 2, sắt hóa trị 3. Ok. Như vậy mình đã rõ phương trình của sắt rồi, thì nhìn nhôm tương tự. Rồi bây giờ chúng ta sẽ làm như sau. Bây giờ nè, thầy nói nghe chưa? Bây giờ chúng ta có thể làm như cách 1 này được không? Quá dễ đúng không? Nhưng bây giờ nè, bạn hiểu, bây giờ thầy sẽ chỉ bạn cách chúng ta làm khác đi. Tức là chúng ta không ghi hai phương trình 1 và 2 rời nhau nữa, mà ta ghi gộp thành một bản chất. Được chưa? Để mình nhìn cùng lúc luôn thì nó sẽ nhanh hơn nữa. Vì trắc nghiệm mà, trắc nghiệm thì chúng ta phải làm đủ nhiều kiểu khác nhau, miễn sao ngắn nhất, đơn giản nhất, dễ hiểu nhất là được. Đây, thầy dạy cho bạn này. Bây giờ ở đây người ta cho chúng ta là nhôm và sắt. Ở đây theo cái cách một bộ phục của bài trước á, thì chúng ta có thể ghi hai phương trình rời nhau. Bạn có thể làm cái đó nhé. Mình sẽ đảo cách khác, đó là mình không ghi rời nữa, mình ghi gộp phương trình lại. Nhôm và sắt chúng ta đi tác dụng với H2SO4 đặc. Đó. Ở đây chúng ta biết là bản chất là gì? Nó sẽ tạo thành muối SO2 và nước đúng không? Như vậy nhôm thì tạo ra muối nhôm Al2 SO4 tất cả 3. Còn sắt thì tạo ra muối sắt, muối sắt 3 Fe2 SO4 tất cả 3 cộng cho SO2 cộng cho H2O. Đúng không em? Như vậy mình gộp lại thì nó sẽ gọn hơn. Như bản chất như sau. Đây, trong đây mình thấy nhôm là sắt là đơn chất là không này,
Lưu huỳnh trong hợp chất H24 mãi mãi là dương 6 thì giải thích nè. Đây cộng 1 nè, cộng 1 nhân 2 là cộng 2, đây trừ 2. Trừ 2 nhân 4 là trừ 8. Như vậy để tổng bằng 0 thì lưu huỳnh đây cộng 6 nè. Ở đây nó là dương 3. Đây là dương 3. Chúng ta nhớ cho thầy là cái trong H24 là dương 6, không có thay đổi, không xác định làm gì. Còn thằng này là gì? Thằng này là dương 4. Được chưa? Như vậy khi mình ghi sơ đồ này hiểu như thế này. Khi mình ghi sơ đồ là mình không cân bằng và mình chỉ dùng bảo toàn thôi, nghe kỹ nha. Thì nó lại rõ cho mình hiểu. Đây, khi mình trong cái bài trước đây chúng ta làm theo cách một, đó là chúng ta ghi hai phương trình. Khi chúng ta ghi rời phương trình thì chúng ta cân bằng, còn khi mình ghi gộp phương trình thì chúng ta dùng bảo toàn thôi. Tất cả chúng ta đều dùng bảo toàn và không dùng cân bằng, hãy nhớ điều đó. Đó, được chưa em? Như vậy ở đây người ta hỏi riêng, hỏi khối lượng bộ kim loại ban đầu thì chúng ta đặt đây là ít mol, đây là y mol, đúng chưa? Người ta cho thể tích SO2 rồi, đó là 6,72 lít, thì mình đổi sang mình chia cho 22,4, thằng này là 0,3 mol. Rồi như vậy khi đó mình sẽ có hệ phương trình, đó là gì? Mình sẽ có khối lượng hỗn hợp kim loại là 27x này cộng cho 56y là bằng 8,3 gram. Xin lỗi, 27 56y bằng 8,3, được chưa? Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là bảo toàn E. Bảo toàn E này thì đó bạn, cái bảo toàn E theo cái phương pháp công thức của thầy thì mình làm trắc nghiệm cực kỳ đơn giản, được chưa? Còn mình làm nếu quá trình nhường nhận E thì chúng ta làm sẽ bị vướng. Thì nó là bảo toàn E. Bảo toàn E của thầy là không áp dụng cho axit này, muối này, muối này, nước này. Mình áp dụng cho kim loại, nhôm, sắt và sản phẩm khử lẻ đầu hai. Như vậy mình sẽ dùng bảo toàn E. Được chưa? Bảo toàn E như sau. Bảo toàn E thì chúng ta có đó là nhôm từ 0 lên 3 hóa trị nhân bao nhôm. 0 lên 3, 3 lần mol mol sắt. Và đây là bằng 2 lần mol SO2. Đó. Ra vào, đây là 3x cộng cho 3y và bằng 2 nhân cho 0,3. Đó. Cái này là chúng ta rõ bản chất luôn, được chưa? Chúng ta tìm được x, tìm được y. Sau khi có đây rồi thì hiển nhiên em sẽ tính được khối lượng của nhôm và tính được khối lượng của sắt. Rồi chúng ta sẽ áp dụng cái công thức cân bằng E thì nó lại chỗ này nha. Của nhôm là từ 0 lên 3 hoặc là 3. Khi mình áp dụng cho nhôm thì trong này có một nhôm nhưng vẫn là 3. Từ 0 lên 3 của sắt thì sắt đây là số 3. Trong này có một sắt thay đổi vẫn là 3, được chưa? Lưu huỳnh này, lưu huỳnh đây là em thấy là dương 6 này về dương 4 này. 6 về dương 4 thì khoảng cách đây là 2, đúng không? Mà trong này có một lưu huỳnh thay đổi thì đây là 2. Chúng ta lấy số nguyên tử thay đổi nhân cho khoảng cách số oxy hóa nhân cho mol, được chưa? Và số nguyên tử thay đổi thì chúng ta dùng cho mol nào thì chúng ta nhìn nguyên tử thay đổi trong đó. Vậy thôi. Chúng ta đi giải hệ đi. 27 56 8,3 3 3 0 chấm 3 nhân 2 là 0.6. Mình tính được là bằng 0,1 và 0,1. Đây. Thằng này 0,1 nè. Thằng này 0,1 nè. Như vậy thằng này là 27 nhân cho 0,1. Nha, ở đây mình tính được là bằng 2,7 gam. Thằng này là 56 nhân cho 0,1. Và đây tính được bằng 5,6 gam. Được chưa? Như vậy chúng ta chọn có đúng ở đây là câu A. Mình sẽ cho bạn một câu nữa nhưng mức độ nó sẽ biến tướng hơn. Đây, câu hỏi của chúng ta như sau. Ở đây đề cho như sau này. Đề hòa tan 6,5 gam một kim loại M có hóa trị N vào dung dịch H4 đặt nóng thu được lý khí SO2, xác định kim loại M. Như vậy để xác định được kim loại M thì chúng ta cần phải đi giải mã M lớn của nó. Muốn giải mã M lớn thì cần phải dựa vào công thức là M lớn bằng khối lượng chia cho số mol, đúng không? Như vậy bước đầu tiên của bài toán này hiển nhiên em sẽ tính được, đó là em tính được mol SO2 này. Em lấy 2,24 này, em chia cho 22,4 thì số mol đây mình tính được là bằng 0,1 mol. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai của chúng ta, bài này chúng ta có hai cái làm. Cái đầu tiên của chúng ta là ghi phương trình và cân bằng kim loại M này, tác dụng với H2SO4 đặc nóng này, được chưa?
Ở đây chúng ta sẽ tạo ra muối M2SO4 tất cả N, đúng không? Chúng ta sẽ tạo ra gì? Kim loại tác dụng với H4 đặc đóng sẽ sinh ra sản phẩm đó là muối nước và SO2. Rồi, H2O. Ok. Bây giờ chúng ta sẽ đi cân bằng phản ứng này. Để cân bằng phản ứng này thì mình nhớ cho thầy đó là mình dùng công thức cân bằng E. Hóa trị nhân mol kim loại. Hóa trị là N này nhân mol M này bằng 2 lần mol SO2. Hóa trị nhân mol kim loại bằng 2 lần mol SO2. Hay nói chừng mình làm mình rồi nhiều rồi. Thì bây giờ chúng ta sẽ đúc kết được bảo tàng E luôn. Khi mình cân bằng á là hệ số chiếu cho nhau. N bên này về SO2 và 2 bên này về M. 2 đây, N đây. Được chưa? Rồi. Như vậy khi đó chúng ta sẽ có như sau. Bên này 2M, đây 2M đủ này. Đây là N lưu huỳnh cộng cho N lưu huỳnh là 2N lưu huỳnh. Đây 2N lưu huỳnh này. Đó. 2N nhân 2 là 4N. Đây có 2 à, 2N đủ. Được chưa? Như vậy khí SO2 chúng ta đã có là 0,1 mol. Đây, 0,1 mol này. Đúng chưa? Ta làm giống như bài toán bình thường của cấp 2 thôi. Ngày trước mình tác dụng 24 loãng thì sinh hydro, thì bây giờ tác dụng 24 đặc đóng sinh khí SO2 thôi. Rồi. Đây 0,1 thì chúng ta sẽ nhân đây 2 là 0,2 trên N. Đó. Rồi chúng ta có khối lượng mol sẽ bằng khối lượng chia cho số mol, tương đương khối lượng mol của cái loại M là M này. Khối lượng ở đây để cho chúng ta là 6,5 mol. Mol đây, mol người ta cho chúng ta rồi, 0,2 trên N. Được chưa? Chúng ta lấy 6,5 chia 0,2 thì đây là bằng 32,5 N. Với điều kiện này thì có thể sẽ ra được N chỉ có thể bằng 2. Vậy M ở đây là bằng 65. 65 thì đây nó là kim loại kẽm. Thế thôi. Bây giờ thầy sẽ giảng tiếp nè. Bây giờ đây là cách thứ nhất. Cách thứ nhất là chúng ta ghi phương trình cân bằng và chuyển mol. Cách thứ hai thì mình dùng công thức vừa chứng minh. Đó là công thức bảo toàn E. Công thức này là công thức mà chúng ta sẽ xuyên suốt chúng ta trong suốt quá trình chúng ta học. Được chưa? Và sử dụng bảo toàn E. Nếu dùng bảo toàn E thì cái việc chúng ta dùng bảo toàn E thay cho việc viết phương trình và cân bằng phản ứng. Được chưa? Rồi. Chúng ta có như sau. Mình có hóa trị nhân mol kim loại. Được chưa? Bằng 2 lần mol SO2. Rồi, tương đương hóa trị là N này nhân mol. Mol M thì chúng ta lấy khối lượng là để cho chúng ta là 6,5, đúng không? Chia cho M lớn bằng 2 lần mol SO2. Mol SO2 mình tính được là 0,1. Rồi, giữa đây thì mình sẽ suy ra được M. Nghe kỹ. M âm đậu qua đây à, không, đây là 0,2 này. 6,5 chia 0,2 thì là bằng 32,5 N. Với điều kiện này thì chúng ta sẽ tìm được N và tìm được M. N ở đây chúng ta sẽ là bằng 2, đúng không? Chúng ta biết là kim loại chúng ta có nhận 3 giá trị 1, 2, 3. Nếu bằng 1 là bằng 32,5, không có nghiệm. Bằng 2 thì chúng, tức là chúng ta nhân 2 vào. 32,5 nhân cho 2 là bằng 65, còn nhân cho 3 là bằng 97,5. Thì trong này chỉ có N bằng 2 thỏa mãn thôi. Được chưa? Và nó đây là kẽm. Đó. Nói chung là trong hai cách thì thầy khuyến khích chúng ta sử dụng cách 2. Mà muốn hiểu cách 2 thì chúng ta làm cách 1 nhiều. Khi đó chúng ta đến trắc nghiệm, ta làm cách 2 nó sẽ rất là nhanh và rất dễ hiểu. Rồi chúng ta đến cái số 2. Đó là phương trình đầu tiên nè. Phương trình thứ hai của chúng ta đó là gì? Như vậy chúng ta sẽ có cái phương trình tiếp theo này. Đó là cũng kim loại R này đi tới dùng với H2SO4 đặc nóng. Bạn biết là khi tới dùng với H4 đặc nóng thì thông thường nó sẽ chắc chắn nó sẽ tạo ra đó là muối R2SO4 tất cả A cộng cho hồi nãy sản phẩm khử của chúng ta là SO2, thì ngoài SO2 thì chúng ta còn có hai sản phẩm nữa, đó là S và H2S. Rồi thầy ghi đây luôn, R cộng cho H2SO4 đặc. Rồi ở đây chúng ta sẽ tạo thành R2SO4 tất cả A. Đây A nhân 0,4 thôi nha. Cộng cho H2S cộng cho H2O. Rồi. Nhiệm vụ của chúng ta là đi cân bằng hai phương trình này. Rồi để cân bằng phương trình này thì chúng ta có triết lý rồi, đúng không ạ?
đơn chất là không này. Hydro và oxy đều nằm trong hợp chất xô xát ác không thay đổi. Thay đổi ở đây chỉ có thể là lưu huỳnh thôi. Đây cộng 1 này, cộng 1 nhân 2 là cộng 2. Trừ 2 này, trừ 2 nhân 4 là trừ, trừ 8. Cộng 2, trừ 8 còn lại trừ 6. Đưa 8 bằng 0 thì ở đây nó sẽ là cộng 6. Chúng ta biết là SO4 ở đây, SO4 ở đây không đổi. Thì thằng này là trừ, trừ 2. Thì thằng này là cộng A này. Thằng này đơn chất là 0 này. Được chưa nào? Rồi, đơn chất là 0 này. Thằng này là dương 6 này. Thằng này là dương A này. Thằng này trừ 2 này. Được chưa? Như vậy khi mình áp dụng biểu thức cân bằng á, thì chúng ta sẽ chọn như sau. Chúng ta nhận thấy là kim loại tăng từ 0 lên A này, đúng không? Lưu huỳnh tăng từ 6 về mấy? Giảm từ 6 về 4, về 0. Như vậy khi cân bằng ngay á, thì chúng ta sẽ áp dụng cho đơn chất và oxit. Như vậy trong hai cái tròn thì chúng ta áp dụng cho R, đúng chưa nè? Áp dụng cho R vì nó là đơn chất. Trong hai cái vuông là lưu huỳnh dương 6 và lưu huỳnh 0 thì dùng cho lưu huỳnh đơn chất, lưu huỳnh 0. Rồi, như vậy đây chúng ta có như sau: 0 A hoặc cách là A, 1 R thay đổi vẫn là A. 6 0 hoặc cách là 6. Và đây là công thức cân bằng. Nghĩa là khi người ta cho kim loại tác dụng với 24 đặc nóng sinh ra sản phẩm khử là lưu huỳnh, thì nếu em hiểu được bản chất từ quá trình tổng quát như thế này thì chúng ta sẽ không viết phương trình về cân bằng nữa. Được chưa? Nghĩa là trong cái bài toán này người ta cho chúng ta R hỏi lưu huỳnh và cho lưu huỳnh hỏi R thì chúng ta làm rất là dễ. Được chưa? Rồi bây giờ mình sẽ có như sau. Đây là A, đây là 6. Thì mình sẽ bắt chéo hệ số cho nhau là 6A. Cái công thức cân bằng này là công thức mà chúng ta sẽ bắt chéo hệ số và cân bằng rất là cụ thể và rõ ràng luôn. A6 bắt chéo yếu là 6A. Đây 6R này. Đây có 2 à. Thì nhân đây 3. Được chưa? Rồi tiếp tục chúng ta đến cái lưu huỳnh. Đây là lưu huỳnh là 3 này. Nhân 1 nhân A là 3A. Cộng cho 1A là 4A. Chúng ta đặt đây 4A. Được chưa? 4A lưu huỳnh thì chúng ta nghe cho kỹ chiều này điều này. 4A lưu huỳnh thì trong này có 4A hydro, 4AH2. Đây H2 thì đây 4A. Rồi, thành công hay thất bại của chúng ta phụ thuộc vào oxy. Nếu oxy hai vế đủ thì chúng ta đủ. Bên đây là 4A này, nhân cho 4 là 16 này. À, đây là 3 này. 3 nhân 4 là 12, 12A này. Cộng cho 4A là 16A đủ này. Như vậy phương trình chúng ta đã được cân bằng. Rồi dưới này, khi mình áp dụng cân bằng thì chúng ta có như sau. R chúng ta tăng từ 0 lên A. Lưu huỳnh từ 6 về trừ 2. Khi mình áp dụng thì trong hai cái tròn thì chắc chắn chúng ta chọn R rồi vì nó là đơn chất. Trong cái hai lưu huỳnh là lưu huỳnh dương 6 và lưu huỳnh trừ 2. Chúng ta lưu ý với thầy. Rồi chúng ta sẽ, ở đây chúng ta đều, hai thằng này đều có một nguyên tử lưu huỳnh cả, đúng không? Nhưng mình hãy nhớ với thầy, đó là chúng ta hãy nhìn cái số nguyên tử lưu huỳnh ở vế nào xuất hiện nhiều hơn. Thì chúng ta nhận thấy đó là vế phải xuất hiện nhiều hơn. Đây này, đây này. Do đó đây chúng ta sẽ không chọn H24 mà chúng ta chọn HS. Được chưa? Khi vai trò như nhau rồi thì chúng ta chỉnh số lần xuất hiện. Như vậy đây mình sẽ dùng cho HS. Còn nếu em khó quá thì em có thể dùng cho gì? H2S4. Được chưa? Nếu các bạn không được thì em chuyển về HS thế thôi. Nhưng mà mình có kinh nghiệm thì mình phỏng đoán luôn. Ban đầu trên chính xác là chúng ta làm rất là dễ. Rồi, chúng ta có như sau: từ 0 lên A có là A. Đây có 1R thay đổi. Chúng ta lưu ý với thầy, mình đang bảo toàn E cho R chứ không cho R2, E4 tất cả. Bảo toàn E cho R thì dùng cái vị trí này. Dùng cho R thì chúng ta nhân cho chỉ số R thay đổi là 1. Được chưa? Còn nếu mà dùng cho muối thì mình sẽ nhân chỉ số R là 2. Được chưa nào? Tiếp tục là từ 6 về trừ 2 khoảng cách là 8. Chúng ta dùng từ khoảng cách em nha. 6 xuống 0 là 6 này, 0 xuống từ 2 khoảng cách là 8. Như vậy đây là 8 này. Và đây là công thức bảo toàn E. Rồi, nghe kỹ. Rồi bây giờ chúng ta sẽ có như sau. Đây, đây nghe kỹ nha. A8 bây giờ mình sẽ bắt chéo cho nhau là 8A. Rồi bây giờ thầy sẽ nói rõ này. Nếu đây mình áp dụng cho H2S4 thì mà, nếu đây là H2S4 nha, thì sẽ nháp vào đây. Rồi,
Nếu đây mình áp dụng cho H24 thì đây là 8, thì bắt chéo đây là A đúng không? À, không cân bằng thì chúng ta cũng biết là nó sai. Vì sao sai? Nếu đây A thì bên này có A lưu huỳnh, bên đây A lưu huỳnh cộng cho 1 rồi, được chưa? Như vậy không dùng cho H24 là như vậy. Rồi đây 8R, đây 2R rồi thì đây là 4 này, được chưa? 4 nhân 1 nhân A là 4A, cộng cho 1A nữa là 5A, được đây 5. 5A, 5A nhân 2 là 10A hydro, đúng không? Mà đây nhiêu rồi? Đây là 2 rồi, thì đây là cần 8, ở đây 2 thì cần 4A này. Hay khác nói như thế này, 5AH2, đây 1AH2 thì còn 4AH2, đặt đây 4A. Rồi, như vậy chúng ta đã khảo sát toàn bộ ba có phản ứng liên quan tới kim loại tác dụng H4 đặc nóng, được chưa? Bây giờ mình sẽ đúc kết như sau. Đây, như vậy chúng ta cái mấu chốt khi chúng ta làm trong này đó là bảo toàn E, được chưa? Bảo toàn E thì chúng ta có như sau này. Mình sẽ có là hóa trị nhân mol kim loại, đây thì ghi đầy đủ hóa trị nhân mol kim loại, được chưa? Hóa trị nhân mol kim loại chúng ta có cụ thể như sau. Chúng ta kim loại chúng ta có nhận có ba hóa trị 1, 2 và 3. Một ở đây chúng ta thường gặp là bạc, được chưa? Bạc chúng ta vẫn tác dụng. Tiếp tục, hai ở đây thì chúng ta gặp rất là nhiều như là magie này, kẽm này, đồng này, được chưa? Thường là gặp ba thằng này. Rồi còn hóa trị 3 chúng ta thường gặp là chrome, nhôm và sắt, được chưa? Khi tác dụng thì chúng ta biết rồi, nó sẽ sinh ra gì? B nhân cho mol của sản phẩm khử, đúng không? Sản phẩm. Rồi hồi nãy mình chứng minh được là cái đầu 2 của chúng ta là số 2, đúng không em? Rồi cái nếu bằng 6 là của thằng nào nhỉ? Bằng 6 là của lưu huỳnh, đúng không? Và bằng 8 của gì? H2S. Đó, giờ vào có công thức này thì chúng ta sẽ, người ta sẽ cho chúng ta khá là nhiều bài tập để làm. Và cần lưu ý cho thầy như sau. Một chút xíu nữa nha, mình giảng bản chất cho bằng rõ luôn, bữa sau người ta cho kiểu gì mình làm được hết á. Rồi ở đây chúng ta có cái loại H2S4 đặc, được chưa? Đặc có hai loại, đặc nóng và đặc nguội. H4 đặc nóng của chúng ta thì những kim loại sau không tác dụng này, nha, thì nó sẽ trừ các kim loại sau không tác dụng, đó là vàng và bạch kim, được chưa? Còn H2SO4 đặc nguội thì sao? Thì nó sẽ trừ chắc chắn là vàng và bạch kim rồi, được chưa? Ngoài vàng bạch kim thì chúng ta có chrome, nhôm và sắt nữa, được chưa em? Rồi nghe thầy nói luôn, thì đa phần á thì khoảng 90% là đề cho chúng ta, nếu mà cho tác dụng với H24 đặc nóng, được chưa, thì hầu như nó tạo ra sản phẩm khử lấy đầu 2. Khi nào tạo ra S và H2S thì đây có thể khẳng định là chúng ta thường gặp có ba kim loại thôi, magie, nhôm, kẽm. Chỉ có ba kim loại này sinh ra sản phẩm khử là S và H2S, còn như tất cả kim loại chúng ta đều sinh ra sản phẩm khử lấy đầu 2. Sẽ cho bạn một số ví dụ minh họa để chúng ta hiểu rõ hơn. Đây, ở đây tôi cho các bạn phản ứng, yêu cầu các bạn là tính cho thầy là tổng hệ số cân bằng phản ứng. Rồi chúng ta làm câu này. Rồi để làm được câu này á thì chúng ta có hai cái khả năng. Một á là nếu bạn nào mà chúng ta hiểu được công thức thì chúng ta dùng công thức, còn không thì chúng ta phải đi chứng minh công thức để hiểu, được chưa? Rồi ở đây người ta yêu cầu chúng ta là tổng hệ số cân bằng. Ở đây ghi sai lỗi, chúng ta sửa lại này. Tổng hệ số cân bằng, tổng hệ số cân bằng tức là em sẽ cân bằng là em đặt một con số trước magie, trước H24, trước MgE4, trước H2S và trước H2O. Sau đó em cộng tất cả 5 vị trí, được chưa? 5 vị trí này lại thì nó ra tổng hệ số cân bằng, thế thôi. Rồi như vậy để cân bằng thì chúng ta sẽ dùng triết lý magie đơn chất là không này, lưu huỳnh trong H24 mãi mãi là dương 6 này. Ở đây chúng ta biết là lưu huỳnh đây dương 6 không xác định này, ở đây thì nó sẽ là dương 2 này. Ở đây là cộng 1 nhân 2 là cộng 2, tổng bằng 0 là trừ 2 này. Ở đây mình nhận thấy là magie tăng này, lưu huỳnh giảm này, mà lưu huỳnh giảm này. Rồi như vậy khi mình áp dụng công thức cân bằng
thì trong hai cái tròn chọn một cái tròn, thầy sẽ chọn bao nhiêu? Trong hai cái vuông mình chọn một cái vuông, ở đây thầy chọn H2S mà không chọn H24, thầy sẽ giải thích. Vì lưu hình ở vế trái xuất hiện là 1, vế phải xuất hiện là 2, ưu tiên cho thằng xuất hiện nhiều hơn. Bây giờ chúng ta sử dụng bảo toàn E. Từ 0 lên 2 khoảng cách là 2, đúng không? Từ 6 về trừ 2 khoảng cách là 8. 28 thì chúng ta bắt chéo cho nhau là 8 2 rút gọn còn 4 1. Cái đó mình bắt chéo hệ số cho nhau thì đây là 4, đây là 1. 4 ma nhê thì đây 1 ma nhê, chúng ta đặt đây 4 này. Rồi, trong này chúng ta có 4 lưu huỳnh, cộng cho 1 lưu huỳnh là 5 lưu huỳnh. 5 lưu huỳnh, 5H2. Đây 1H2 thì đây còn lại là 4H2. Ok chưa? Rồi. Như vậy thì đó chúng ta có tổng hệ số cân bằng. Tổng hệ số cân bằng thì em sẽ tính như sau. Em sẽ lấy 4 này, em cộng cho 5 này, em cộng cho 4 này, em cộng cho 1, cộng cho 4. Và cần lưu ý cái vị trí này này, cái vị trí này không có gì là cộng số 1 nha, đừng cộng 0 là sai đó. Rồi. 9 này, 10 này, như vậy đây bằng 18, được chưa? 18. Câu đúng là câu A. Bây giờ chúng ta đến một câu nữa cho bạn hiểu rõ vấn đề. Đó là phận của nhôm với H24 đặt nóng để sinh ra lưu huỳnh và nước. Như thầy đã nói là gì? Những cái trường hợp nào sẽ sinh ra được S thì chỉ có 3 trường hợp thôi. Đó là magie, nhôm và kẽm. Chỉ 3 thằng này sinh ra lưu huỳnh thôi. Rồi. Rồi, chúng ta làm câu này đi. Rồi. Yêu cầu chúng ta là tính tổng hệ số cân bằng của chất tham gia. Chất tham gia ở đây là chúng ta chỉ tính vị trí của nhôm cộng cho vị trí của H24 thôi. Được chưa? Ở đây mình có nè, lưu huỳnh đơn chất là 0. Lưu huỳnh trong S24 mãi mãi là dương 6. Ở đây nó dương 6 không thay đổi thì nhôm đây là kim loại hóa trị 3 cộng 3, lưu huỳnh đơn chất là 0. Như vậy đây mình nhận thấy như sau. Nhôm chúng ta tăng, còn lưu huỳnh chúng ta thế nào? Giảm. Như vậy ở đây mình khi dùng bảo toàn E á, thì mình sử dụng cho đơn chất. Đó là nhôm và lưu huỳnh. Thôi. Như bạn có hỏi, thầy ơi khi nào dùng bảo toàn E? À, thì đây là câu hỏi khá là hay. Chúng ta dùng bảo toàn E khi và chỉ khi xuất hiện đơn chất. Nếu xuất hiện đơn chất thì bài này 99% là dùng bảo toàn E rồi. Được chưa? Còn nếu nó không xuất hiện đơn chất thì chúng ta sẽ nhìn vấn đề chính xác hơn. Coi nó có thay đổi số xoáy hay không. Còn xuất hiện đơn chất ra hợp chất thì chắc chắn ở đây nó có sự thay đổi sơ xóa và chắc chắn dùng bảo toàn E. Thế thôi. Như vậy mình thấy như sau. Nhôm của chúng ta từ 0 lên 3. Như vậy nhôm từ 0 lên 3 khoảng cách là 3. Một nhôm thay đổi. Lưu huỳnh từ 6 về 0 khoảng cách là 6, một lưu huỳnh thay đổi. 3 6 thì chúng ta nhớ là hai thằng này bộ số chung là 6. Như vậy mình sẽ nhân đây 2 và nhân đây 1. Nhân 2 vào vị trí của nhôm, nhân 1 vào vị trí của lưu huỳnh. Được chưa nào? À, khi đó mình nhìn thấy như sau. Khi đó mình cân bằng theo thứ tự kim loại, phi kim, hydroxy. Kim loại là nhôm. Bên đây hai nhôm, hai nhôm đủ. Được chưa? Tiếp tục. Ở đây mình có 3 lưu huỳnh cộng 1 lưu huỳnh là 4 lưu huỳnh, thì đặt đây là 4. 4H2 thì đây là 4H2. Được chưa? Người ta yêu cầu chúng ta là hệ số của các chất tham gia. Tham gia ở đây chúng ta sẽ lấy 2 cộng 4. M2 cộng 4 ở đây thì chỉ có bằng 6 thôi. Được chưa? Như vậy bạn nào chọn B là sai rồi đó. Rồi, chúng ta làm ví dụ để hiểu rõ hơn này. Cho M gam nhôm tác dụng với 24 sinh khí SO2, xin lỗi sinh khí H2S. Hỏi M cái giá trị là bước đầu tiên ở đây em sẽ đi tính mol H2S. Lấy 13,44 chia cho 22,4 thì số mol đây là bằng 0,6 mol, là cái thứ nhất. Tiếp theo của chúng ta đó là chúng ta có phương trình như sau. Nhôm được tác dụng với H2SO4 đặc. Ở đây chúng ta sẽ tạo thành Al2SO4 tất cả 3 cộng cho H2S cộng cho H2O. Rồi, trong phần này mình thẳng nhận thấy như sau. Nhôm đơn chất là 0 nè. Lưu huỳnh trong này mãi mãi là dương 6. Đây là dương 6 không đổi nè. Chỉ có nhôm đây thay đổi thôi. Dương 3 trừ 2. Nên đây là 0 nè. Lấy 3 này. Từ 6 về 2 này, trừ 2 này. Khi đó mình dùng biểu thức E cho nhôm và cho H2S. Đúng chưa?
Dùng bảo toàn nghe cho nhôm và H2S. Nhôm đây, H2S đây. Nhôm từ 0 lên 3 khoảng cách là 3 nè. Lưu huỳnh từ 6 về từ 2 khoảng cách là 8 nè. Được chưa? 3, 8. Thì bây giờ bắt chéo là 8, 3. 8 về đây, 3 về bên này. Rồi 8 nhôm thì đây 2 nhôm rồi, thì chúng ta nhân lấy 4 thôi. 4 này, nhân 1 nhân 3 là 12, 12 cộng 3 là 15, đặt đây 15. 15 H2 đây 1, thì chúng ta đặt đây là 12. Được chưa? Số mol của H2S là 0,6, 0,6 mol này, chuyển qua đây. Thì bên này sẽ là gì? 0,6 nhân 8 chia 3 là bằng 1,5, đúng không? 0,6 này nhân 8 chia 3 1 sẽ là 1,6. Đây là 1,6 mol này. Rồi khi đó mình sẽ đi tính khối lượng nhôm nữa là xong. Lấy 1,6 nhân cho 27. Rồi, ở đây mình tính là bằng 43,2 gram. 43,2 gram, được chưa? Như vậy cũng đúng, ở đây mình chọn chắc chắn là cô B rồi. Ở đây chúng ta có là gì? Ở đây là mình khi mình dùng bảo toàn E là mình dùng cho chất nào thì số nguyên tử thay đổi nằm trong chất đó. Ở đây mình dùng cho nhôm, đúng không? Trong nhôm chỉ có một nhôm thay đổi thì đây là số 3, được chưa? Ở trong H2S thì chỉ có một lưu huỳnh thay đổi thì đây là số 1. Còn nếu mình dùng cho AL2, S4, tất cả 3 thì chỗ này là mới nhân 2. Mình đang dùng cho nhôm mà. Rồi chúng ta đến một ví dụ nữa cho mình hiểu rõ vấn đề hơn. Rồi, chúng ta làm câu hỏi này. Ở đây người ta cho M gam nhôm tác dụng với H24 đặt nóng dư, sinh ra 3,2 gam lưu huỳnh. Sản phẩm khử duy nhất ở điều kiện tiêu chuẩn, hỏi M là. Như vậy bước đầu tiên của bài toán này, em sẽ đi tính mol của lưu huỳnh. Em lấy 3,2 chia cho M lớn lưu huỳnh là 32. Thì đây mình tính được là bằng 0,1 mol. Rồi chúng ta có phương trình như sau. Magie đi tác dụng với gì? Với H2, E4 đặc nóng. Chúng ta sẽ tạo thành Mg, SO4. Sản phẩm khử là S cộng cho nước. Đó. Kim loại tác dụng với H2, E4 đặc nóng, sinh ra muối, nước và sản phẩm khử. Sản phẩm khử thường là SO2, S và H2S. Rồi, như vậy để cân bằng được phần này thì chúng ta xác định số oxy hóa. Nhìn nè, hydro oxy là không đổi nè, hydro oxy không đổi nè, hydro oxy không thay đổi nè. Bây giờ đây đơn chất là không nè, đây đơn chất là không nè. Chúng ta biết là lưu huỳnh trong SO4 ngoại mãi là dương 6, thì đây dương 6, đây dương 6 không đổi nè, thì đây dương 2 nè. Từ 0 lên 2 nè, bây giờ là tăng. Lưu huỳnh chúng ta từ 6 về mấy? 6 về 0 là giảm nè, được chưa? Đó. Như vậy khi mình dùng bảo toàn E thì mình sẽ dùng cho hai thằng, đó là magie và lưu huỳnh, vì nó là đơn chất. Magie là từ 0 lên 2, lưu huỳnh là từ 6 về 0, 6. 2 và 6 thì chúng ta sẽ nhân đây cho 3, nhân đây 1. Và khi đó là gì? Bên này là 6, bên này 6 đủ hai vế bằng nhau. Như vậy đặt 3 vào magie, 1 vào lưu huỳnh, đó, coi như là xong rồi đó. 3 magie thì đây là 3 magie, 3 lưu huỳnh cộng 1 lưu huỳnh là 4 lưu huỳnh. 4H2 thì đây là 4H2, được chưa? Như vậy số mol lưu huỳnh đã có là 0 mấy? 0,1. Chuyển qua đây thì thằng này sẽ là 0,3, đúng không? Như vậy khối lượng của magie bây giờ sẽ bằng 24 nhân cho 0,3. Bây đây mình tính được là bằng 7,2 gram. Đó. Cái đó có đúng bây giờ là câu A chứ nữa. Và lưu ý này, nếu ở đây mình ghi sơ đồ ra, mình dùng bảo toàn E rồi, ta dùng biểu thức này nè, được chưa? Thì chúng ta không cần cân bằng, dùng biểu thức cân bằng là làm đúng luôn. Như vậy đây là cách 1 nè. Cách 2 thì như sau. Thì mình sẽ có là 2 lần mol magie bằng 6 lần mol lưu huỳnh, đúng không? Cái đó ráp luôn thôi. 2 nhân mol magie lấy khối lượng chia cho m lớn nhôm 24, 6 mol lưu huỳnh, mol lưu huỳnh đây là 0,1, đó. Từ đây tính m cũng bằng 7,2 gram thôi, kiểu nào nó cũng ra, được chưa?
Đó. Có đúng bây giờ vẫn là câu A. Vậy thôi. Rồi, chúng ta sẽ làm câu này. Người ta cho chúng ta là 10,5 gam hỗn hợp gồm có hai kim loại, tức là magie và nhôm, vào dung dịch H24 đặt nóng dư. Ở đây từ dư điều này chứng tỏ là để cho magie với nhôm vẫn hết thế thôi. So vẫn thì thu được chừng này lít khí mùi trứng thối. Rồi chúng ta nghe kỹ. Rồi chúng ta có 3 sản phẩm có lưu huỳnh SO2 là khí mùi sốc. Đây chưa? Rồi H2S là mùi trứng thối. Thế này mùi trứng thối này là khí mùi trứng thối. Rồi còn lưu huỳnh là cái tủ màu vàng. Được chưa? Như vậy trong trường hợp này người ta cho khí mùi trứng thối ở đây là khí H2S, đúng không em? Rồi điều rồi chúng ta là phần trăm số mol của kim loại có phân tử khối nhỏ hơn. Thì bài này chúng ta làm đúng hay nãy là chúng ta ghi hai phân trình magie nhôm bởi H4 đặc nóng sinh ra gì? Sinh ra sản phẩm là lưu huỳnh, xin lỗi là H2S, đúng không? Sau khi sinh H2S xong rồi đó thì mình làm gì? Thì mình cân bằng thôi. Cân bằng chúng ta đặt ở đây giải hệ. Giải hệ là chúng ta tính được mol. Mà yêu cầu chúng ta là gì? Phần trăm số mol của kim loại có phân tử khối nhỏ hơn. Thì chúng ta có này, mình đặt đây ít đây này, đúng không ạ? Về phân tử khối thì thằng này 24 này, nguyên tử khối thằng này 24 này, thằng này 27 này, đúng không ạ? Như vậy người ta nói nhỏ hơn ở đây thì chúng ta sẽ đi tìm số mol của magie. Thế là xong. Rồi bước đầu tiên của bài toán này, chúng ta đi tính số mol của H2S. Em lấy 3,08 chia cho 22,4. Số mol thằng này là bằng 0,1375. Rồi chúng ta sẽ gọi mol magie là x mol, mol nhôm là y mol. Chúng ta không ghi đơn vị tức là mol, còn ghi đơn vị thì ghi rõ khối lượng hay thể tích. Rồi cả magie và nhôm chúng ta đều tác dụng với H4 đặc nóng. Em lưu ý cho thầy, nếu đây người ta cho là đặc nguội, đặc nguội thì không nhôm không tác dụng, chỉ mình magie tác dụng, hãy nhớ điều đó. Được chưa? Này mình có lý thuyết rồi đó, magie nhôm kẽm, được chưa? Thì có thể sinh ra H2S. Nhưng nếu mà H4 chúng ta dùng đặc nguội thì chỉ có magie tác dụng, nhôm không tác dụng. Vì H4 đặc nguội thì không tác dụng với vàng, bạch kim, magie, nhôm kẽm. Như vậy trong này chúng ta có hai phương trình. Phương trình đầu tiên đó là magie. Phương trình thứ hai là nhôm. Magie tác dụng với H2SO4 đặc nóng. Ở đây mình sẽ tạo thành MgSO4 cộng cho H2S cộng cho H2O. Đây cộng cho H2SO4 đặc nóng, chúng ta sẽ tạo thành Al2SO4 tất cả 3 cộng H2S cộng cho H2O. Rồi chúng ta có như sau: magie đơn chất là không này, nhôm đơn chất là không, thằng này là cộng 6 này, đây cộng 6 này, ở đây cộng 6 ông đổi thằng này cộng 2 này, thằng này trừ 2 này. Magie từ 0 lên 2 này, lưu huỳnh từ 6 về trừ 2 này. Rồi thằng này là khoảng cách là 2, được chưa? 6 với 2, 6 trừ 2 quá là 8, một lưu huỳnh thay đổi, một magie thay đổi, 2 8 bắt chéo là 8 2. Rút gọn 41, 4 đặt qua đây, 1 qua đặt qua đây. Được chưa? Nhôm, nhôm là từ 0 lên 3 nè. Còn lưu huỳnh đây là từ dương 6 nè về trừ 2 nè. Được chưa? 0 lên 3 khoảng là 3 này, 6 về trừ 2 khoảng là 8 này, 2 nha, 38 bây giờ là 83 này. Đó. Sau đó mình đi cân bằng này, đây 4 magie này, đây 1 đặt 4 này, 4 lưu huỳnh cộng với 1 lưu huỳnh là 5 lưu huỳnh, 5H2, đây 1H2 rồi thì đây là 4H2. Rồi 8 nhôm thì đây sẽ là 4 nhôm. 4 nhân 1 nhân 3 là 12, 12 cộng 3 là 15 này, đây đây 15 này, 15H2, đây bao nhiêu rồi, 3H2 rồi, thì chúng ta còn lại ở đây là 12H2. Rồi số mol của magie đặt ít, thằng này đặt là y, chuyển qua đây là ít nhân 1 chia 4 là 0,25, ít chứ nè, 1/4 đấy. 3 chia 8 thì nó sẽ bằng 0,375. Rồi
Khi đó chúng ta sẽ có hệ phương trình. Hệ thứ nhất đó là khối lượng của hỗn hợp kim loại. Cái thứ hai đó là gì? Đó là mol khí H2S, đúng không? Mình có khối lượng X và mol H2S. Khối lượng X thì chúng ta sẽ có như sau. Em sẽ lấy 24 là khối lượng của magie, 27 y khối lượng của nhôm, và đây là bằng 10,5. Tiếp tục, đó là chúng ta sẽ có mol H2S, đó là 0,25x. Cộng cho gì? 0,375y. Rồi bằng, bằng ở đây bao nhiêu? 2S chúng ta là 0,1375. Đó. Rồi đây em đi bấm máy tính thì x ở đây là bằng 0,1. Tính lại coi hả? 24 này, 27 này, 10,5 này, 0,25 này, 0,375 này, 0,1375 này. Rồi, x là bằng 0,1 và y bằng 0,3. Quá đúng. Điều cầu chúng ta là tính phần trăm số mol của kim loại có phân tử khối nhỏ hơn, tức là phần trăm khối lượng của magie. Rồi phần trăm số mol của magie. Rồi chúng ta lấy mol chiếm với tổng mol. Mol magie là 0,1 là x 0,1. Chia tổng mol là 0,1 cộng 0,3. Được chưa? Ở đây mình tính được đó là bằng 25%. Đó, 25 thì có đúng, bây giờ mình chọn là câu A, thế thôi. Vậy thôi. Như vậy nội dung bài giảng của thầy đến đây là hết nha. Chào và hẹn gặp lại các em trong những bài giảng tiếp theo. Bye bye.